và các bạn thân mến, lý giải nguyên nhân quân ta thời Lý đánh thắng được quân xâm lược Tống phải kể đến ba yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về thiên thời, nhà Lý tuy là vương triều của một nước nhỏ nhưng vượng khí đang lên, tự cường về sức mạnh nội lực và ngoại giao. Về địa lợi, quân nhà Lý có phòng tuyến như nguyệt vững chắc, trong khi quân xâm lược Tống phải vượt qua quãng đường dài để chinh chiến, nhuệ khí giảm, thiếu thốn tràn về. Nguyên nhân cuối cùng là nhân hòa. Lý Thường Kiệt được coi là nhà quân sự nổi tiếng với tài cầm quân, đánh đâu thắng đó. Quân dân Đại Việt đồng lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. Trong khi đó, quân Tống lại có một sự lục đục về nội bộ. Chính vì không có tiếng nói chung nên các chiến dịch xâm lược nước ta đều có một kết quả chung là thất bại. Chi tiết cuộc chiến như thế nào? Hãy cùng theo dõi trong cuộc chiến Việt Tống qua video sau đây. Sai lầm của vua Tống khi để Quách Quỳ làm chánh tướng khiến quân Tống bại trận trên đất Việt. Vương triều Lý được coi là thời đại rực rỡ nhất của nhà nước trung ương tập quyền, mở ra thời kỳ vàng son trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Với hơn 200 năm cầm quyền, nhà Lý không chỉ có công lao to lớn về văn hóa, giáo dục, mà công cuộc cai trị đất nước, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được coi là thành tựu to lớn nhất của triều đại này. Trong đó phải kể đến chiến thắng chống Tống vẻ vang của quân dân Đại Việt. Tuy nhà Tống cố tình che đậy, dã tâm xâm lược, nhưng nhiều nguồn tình báo của Đại Việt vẫn nắm được ý đồ của quân Tống. Biết trước quân Tống sớm muộn cũng sẽ xâm lược nước ta, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm, sự chuẩn bị tới đâu mà thôi. Thái úy Đại Việt lúc bấy giờ là Lý Thường Kiệt đã chủ trương thực hiện một chiến lược đánh đòn phủ đầu, bởi ngồi đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Thời gian càng lâu, sự tập trung binh lực và của cải đổ vào cuộc chiến sẽ càng lớn. Bởi vậy, cuối năm 1075, 10 vạn quân thủy bộ của ta do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy bất ngờ tập kích vào các căn cứ xâm lược của quân Tống mà trung tâm là thành Ung Châu. Trước sự tập kích bất ngờ của quân đội nhà Lý, triều Tống vô cùng hoang mang, lúng túng. Từ thế chủ động chuẩn bị tinh thần, họ lại trở thành nước bị động phải đối phó trên lãnh thổ của mình. Trước tình thế đó, quân Tống chỉ biết lợi dụng tướng lĩnh cùng đội quân tinh nhuệ của Lý Thường Kiệt đang bị giam chân ở Ung Châu mà sơ hở phòng thủ ở Đại Việt, nên điều quân đánh thẳng sang chiếm lấy nước ta. Nhưng tiếc là mưu đồ đó chưa kịp thực hiện thì quân ta đã hạ xong thành Ung Châu, ung dung rút quân về nước vào đầu năm 1076, để lại cho quân Tống lòng nung nấu dã tâm xâm lược Đại Việt một lần nữa. Năm 1077, đại quân của Lý Thường Kiệt đại phá quân của Triệu Tiết, bao vây quân của Quách Quỳ. Tình cảnh của quân Tống đúng là cá nằm trên thớt, vì đánh không được, thoái không xong. Thực vậy, trong cuốn Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam có mô tả về tình cảnh quân Tống sau hai lần tấn công vào phòng tuyến Như Nguyệt thất bại. Lợi dụng vị trí chiến lược của sông Như Nguyệt, quân ta xây dựng một khu vực phòng thủ vững mạnh và bất khả xâm phạm. Địa hình này được lợi dụng để ngăn việc vượt sông dễ dàng từ phía quân địch. Đồng thời, nhằm uy hiếp tinh thần quân Tống, Lý Thường Kiệt hàng ngày cho quân sĩ khiêu khích, phô trương sức mạnh, làm cho phía quân địch không dám liều lĩnh vượt sông để tấn công, suy giảm tinh thần chiến đấu. Chúng chỉ biết dùng máy bắn đá từ bờ Bắc bắn sang bờ Nam. Sau lưng địch, quân dân ta lại luôn luôn mở những trận quấy rối, tiêu hao quân địch. Trong cuộc kháng chiến chống Tống, các dân tộc thiểu số ở vùng rừng núi phía Bắc và Đông Bắc giữ một vai trò quan trọng và có nhiều chiến công xuất sắc. Trong đội quân vùng Thượng Du, thực chất là lực lượng vũ trang của các dân tộc thiểu số do các tù trưởng của họ chỉ huy. Trong cuộc tập kích thành Ung Châu, có những tù trưởng đã huy động gần như toàn bộ nhân dân trong vùng đi chiến đấu. Cầm chừng sau 2 tháng, thấy quân Tống có dấu hiệu mệt mỏi, gặp nhiều khó khăn, quân Đại Việt bắt đầu phản công. Lực lượng quân địch lúc này đã bị tiêu hao một phần trong hai đợt tấn công lớn ở Sóc Sơn và phía bờ Nam sông Như Nguyệt trước đó. Khả năng được thủy quân tiếp tế cũng hoàn toàn vô vọng. Không những vậy, quân Tống còn thiếu thốn về lương thực, cơ sở vật chất, khí hậu nóng ẩm giao mùa từ xuân sang hè không giống với Trung Hoa, nên quân lính mắc dịch bệnh làm chướng. Dù có lương y đi theo quân viễn chinh, nhưng dịch bệnh vẫn hoành hành, làm cho nhiều người ốm đau đến chết. Nghe tin vua Tống ở quê nhà, lập hẳn đàn cầu cúng, nhưng thần linh cũng không thể thắng nổi bệnh tật.
Mệt mỏi và căng thẳng, thế lực suy giảm, quân Tống bị dồn vào một tình thế khốn quẫn, tiến thoái đều khó. Tiến công thì từ 2 tháng trước đây đã là cố gắng tuyệt vọng của quân địch, rút lui thì nhục nhã mà mang tội với triều đình. Đóng quân ở lại chờ đợi thì thủy binh không thấy tăm hơi, mà bộ binh và kỵ binh thì có nguy cơ mòn mỏi và tan rã. Đây chính là thời cơ quý báu để quân Lý Thường Kiệt ra đòn chiến lược quyết định, tung quân đánh một trận làm kiệt quệ ý chí kẻ thù. Theo như ghi chép của sử sách đời sau, cụ thể là trong Việt Sử Lược đời nhà Trần, quân Lý Thường Kiệt đang đêm vượt sông tập kích, đại phá quân Tống 10 phần chết đến 5-6, khiến cho quân địch bị dồn vào thế cùng lực kiệt. Bởi nếu ngoan cố đóng quân, chờ tiếp tế của quân đội trong nước, chẳng mấy chốc chúng sẽ bị quân Đại Việt tập kích tiêu diệt hoàn toàn. Còn rút quân về nước đồng nghĩa với việc phải chịu thua một nước nhỏ, làm mất thể diện của Thiên Triều, âm mưu mở rộng biên giới xuống phía Nam thất bại hoàn toàn. Mất bàn đạp, còn đâu khí thế để mở rộng cương vực về phía Bắc. Biết rõ ý chí xâm lược của quân thù bị đè bẹp, Lý Thường Kiệt đã có một hành động ngoại giao khôn khéo khi đưa ra đề nghị giảng hòa để mở ra lối thoát cho quân Tống, giữ được mối quan hệ bang giao với nước Tống trước kia. Nhìn lại nguyên nhân quân Tống thất bại trước đội quân của Lý Thường Kiệt, có thể thấy những gì ta có đủ thì quân Tống đều thiếu, đặc biệt là yếu tố con người. Theo cuốn Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam, vua Tống cử Quách Quỳ là một võ tướng cao cấp, đã từng giúp Phạm Trọng Yêm giữ biên thủy phía Bắc chống lại nước Hạ làm chánh tướng. Triệu Tiết giữ chức viên ngoại lang bộ, lại đang coi Diên Châu Thiểm Tây được điều về làm phó tướng. Nhưng thực ra, ban đầu thì ý định của Tống Thần Tông không phải là sử dụng cặp Quách Quỳ Triệu Tiết, mà là muốn để Triệu Tiết làm chủ tướng. Tống Sử Quyển 312 phần Triệu Tiết chép: Giao chỉ bạn, chiếu vi an nam, hành doanh kinh lược, triều thảo sử, tổng cửu tướng quân Thảo Chi, dĩ trung quan Lý Hiến vi nhị. Cho thấy Tiết được bái làm an nam hành doanh kinh lược, còn Lý Hiến, Gia Châu phòng ngự sử làm phó. Thế nhưng Tiết giữ nghị bất hợp, thỉnh bãi Hiến, cho biết Tiết và Hiến bất hòa với nhau nên Tiết dâng sớ đòi bãi Hiến. Thần Tông chiều lòng Tiết vì cũng không muốn hai tướng bất hòa, nội bộ lục đục khi giao chiến với Đại Việt, chấp thuận tiến cử của Triệu Yết là dùng Quách Quỳ như một cặp bài trùng. Sở dĩ trước đó Tiết và Quỳ từng khá ăn ý trong phòng thủ biên giới Tây Hạ, nên Tiết cũng hy vọng lần mang quân xuống Đại Việt này sẽ cùng Quách Quỳ mau chóng chiến thắng. Tiết vì không muốn Thần Tông nghi ngờ, cũng không muốn tỏ ra tranh công đoạt chức, nhất là sau khi đã đẩy cận thần của nhà vua Lý Hiến ra khỏi ekip lãnh đạo nên tự nguyện làm phó, nhưng trong lòng ngầm ý khác. Ai ngờ về sau, Triệu Tiết được Thần Tông cho thỏa lòng. Sau khi nhận tấu của Tiết, vua Thần Tông thuận nước đẩy thuyền nên đảo lại luôn chánh phó. Thay vì để Quỳ thay vị trí của Hiến làm phó, cho Tiết thì Thần Tông lại để Quỳ làm chánh, còn Tiết là phó. Thực ra việc hoán đổi chánh phó này cũng có cái lý của Thần Tông. Triệu Tiết xuất thân tiến sĩ, giữ viên ngoại lang bộ lại, còn Diên Châu, Diên An Thiểm Tây lại rất được thừa tướng Vương An Thạch tin dùng. Khi Thần Tông muốn cử Tiết làm chánh tướng thì là lúc Vương An Thạch đang được tín nhiệm. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, Vương An Thạch không còn được tín nhiệm thì Triệu Tiết cũng không còn được trọng dụng làm chánh tướng. Quách Quỳ lớn hơn Triệu Tiết 4 tuổi và từng là chỉ huy của Triệu Tiết tại biên giới với Tây Hạ nên được Thần Tông đôn lên làm chánh tướng. Cho dù trước đó Triệu Tiết chính là người tiến cử Quách Quỳ, đã từng phối hợp ăn ý với nhau nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ không thay đổi. Sau động thái mang màu sắc chính trị của Tống Thần Tông, Triệu Tiết lấy làm không hài lòng. Tống Sử chép: Quỳ chí, chiếp giữ Tiết dị, có nghĩa là Quỳ đến thì lại bất hòa tiếp với Tiết. Quỳ vốn hơn tuổi Tiết, từng là chỉ huy, có nhiều năm kinh nghiệm trên thực tế chiến trường hơn Tiết. Tiết lại tự phụ con nhà danh tướng, vốn xuất thân thư sinh. Rõ ràng sự đổi vai từ chánh thành phó này khiến Tiết hậm hực nên cũng muốn thể hiện và không hợp tác toàn diện với Quỳ là điều dễ hiểu. Bất đồng giữa hai người được Tống Sử chép: Tiết dục thừa binh hình vị động, tiên phủ tập lưỡng sàng động đinh, trạch tráng dũng đảm dĩ lợi, sử chiêu lai huệ nhị, huy kỳ phúc tâm, nhiên hậu dĩ đại binh kế chi, Quỳ bất thính. Tạm hiểu là Tiết muốn nhân lúc chưa động binh, phủ dụ tập hợp người động ở lưỡng giang, dùng lợi ích dụ dỗ những kẻ tráng dũng, sai sứ giả chiêu nạp những kẻ hài lòng, phá hủy cơ sở của họ, về sau sẽ đưa đại quân đến đánh dẹp. Quỳ không nghe.
tiếp tục bất đồng trong việc dùng người, Tiết muốn treo sắc bảng chiêu nạp ở Giao Châu, tức chỉ Đại Việt, Quỳ lại không nghe. Việc quỳ lệnh cho Yến Đạt phòng bị Châu Quảng Nguyên rồi lại điều ông ta về Vĩnh Bình cũng khiến Tiết không bằng lòng, vì cho rằng Quảng Nguyên chỉ cách Đại Bản Doanh Giao Châu khoảng chừng 12 trạm địch, có thể tập kích nên chia quân ba lộ, thủy bộ cùng tiến, ắt đánh cho quân Nam tan vỡ. Chánh và Phó không có tiếng nói chung trong việc cầm quân, nên trong suốt cuộc chinh chiến, Quỳ và Tiết tự chỉ huy khối quân của mình. Sức mạnh tổng hợp của đạo quân viễn chinh cũng vì thế mà bị xé nửa. Trong bình thư Trung Quốc bao biện rằng việc chia quân tạo thế ỉ rốc để đầu đuôi ứng cứu với nhau, nhưng trên thực tế thì sự phối hợp liên lạc giữa hai khối quân này rất hạn chế. Ngay khi đóng trại tại phía bắc phòng tuyến sông Như Nguyệt thì hai bên cũng hạ trại cách nhau đến 60 dặm, tức là khoảng 30 cây số. Sau khi thất bại và phải kéo tàn binh về nước, cả Quách Quỳ và Triệu Tiết đều bị giáng tội nhưng mức độ khác nhau. Tống Sử chép: Quỳ ký tọa biếm, Tiết diệt dĩ, bất tức bình tặc, giáng vi trực long đổ cát, chi Quế Châu. Tạm hiểu là Quỳ bị biếm trước vì tự ý giảng hòa, còn Tiết bị trách tội không chịu đánh trận kịp thời nhưng vẫn được làm trực long đổ cát, chi Quế Châu. Sai lầm của vua Tống khi để Quách Quỳ làm chánh tướng. Trên thực tế, không thể phủ nhận sự bất hòa giữa hai chánh tướng Quách Quỳ và phó tướng Triệu Tiết là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quân Tống thất bại khi sang xâm lược Đại Việt. Tuy nhiên, nếu biết được nguyên do khiến cho Tống Thần Tông có động thái mang màu sắc chính trị trong việc dùng người khi cho Quách Quỳ thay Triệu Tiết làm chánh tướng và đẩy Triệu Tiết xuống làm phó tướng, ngoài việc là do không còn sủng ái những người vương an thạch của ông, thì sự nóng vội của Thần Tông ở đây cũng có một ý nghĩa khác. Khi Thần Tông dùng Triệu Tiết làm chánh tướng thì có thể tin vua Tống muốn đánh chắc thắng chắc. Triệu Tiết là tướng nhưng xuất thân từ văn nhân, từng đỗ tiến sĩ trước khi vào quan trường và thích đánh bằng nhân tâm, dùng mưu mẹo chính sách hơn là dàn quân bài trận. Mấy thành tích mưu mẹo của Tiết được Tống Sử ghi chép: Người Tây Hạ xâm phạm Hoàn Khánh Lộ, sau đó lại đến chúc mừng năm mới, Tiết hiến kế ly gián kẻ địch, nhân đó chiêu dụ dân cư Hoành Sơn, cho rằng đó là không đánh mà khuất phục binh lực của địch. Tiết được thăng làm đề điểm Thiểm Tây, Hình Ngục, Hàn Sáng làm tuyên phủ Thiểm Tây, muốn đem quân Hà Đông đi đánh Tây Hạ. Ông khuyên rằng Tây Hạ thủy đổ khô cằn, địa hình hiểm trở, rời xa cửa ải rất dễ bị chặn mất đường về, chẳng bằng dựa vào binh uy mà chiêu dụ dân chúng ở biên thùy, hòng lấn dần sang đất địch, còn hơn gây sự chiến tranh, vừa khó nhọc lại chưa chắc thắng lợi. Hay là xưa đất đai Phù Duyên lộ bị bỏ hoang, những kẻ chiếm hữu ruộng đất không chịu nộp tô thuế, dựa vào sự bảo hộ của triều đình đối với các dân tộc thiểu số. Sau chiến tranh Hạ Tống, năm Bảo Nguyên thời Tống Nhân Tông, vùng này càng thêm điêu tàn, trong khi các tù trưởng chiếm hữu những diện tích rộng lớn. Tiết chiêu dụ các tù trưởng, hứa hẹn không hỏi đến ruộng đất, chỉ yêu cầu bổ sung hộ tịch. Bọn họ cảm phục nên vui lòng làm theo. Tiết kiểm kê được ruộng đất bỏ hoang cả công lẫn tư, có hơn 7.500 khoảnh, mộ được 17.000 kỵ binh. Tiết phát hiện binh sĩ người Phiên không có sổ bộ, tản mát không thể tra xét, nhân đó kiến nghị xăm ký hiệu trên tay họ. Gặp năm đói kém, binh sĩ người Phiên tình nguyện xăm tay sẽ được ban thêm một hộp gạo. Vì vậy người tình nguyện xăm tay, Tiết huấn luyện bọn họ trở nên tình nguyện hơn cả quân Chánh Quy. Tống Thần Tông nghe tin thì khen ngợi, thăng làm thiên chương các đãi chế. Cách làm mưu mẹo của Tiết có thể hữu dụng với các nước khác, có thể ban đầu được Vương An Thạch và Tống Thần Tông tin tưởng giao cho làm chánh tướng đi xâm lược Đại Việt. Nhưng sau khi nhận định tình hình của Đại Việt lúc này đã khác, quân Lý Thường Kiệt đã phá tan Ung Châu, Khâm Châu, tiêu diệt gần như toàn bộ quân Tống ở khu vực giáp biên, thì Thần Tông muốn thay đổi chiến lược phải lo việc An Nam cho chóng xong, phải đánh thắng chớp nhoáng để quay về dồn lực lo cho mặt Bắc. Lúc này, việc dùng chính sách xâm lược mềm kiểu Triệu Tiết không còn hợp nhãn với vua Tống nữa, mà Thần Tông muốn thực hiện một cuộc xâm lược cứng rắn. Do vậy, Triệu Tiết không thể làm chánh tướng mà Quách Quỳ lên. Nếu Tiết xuất thân là tiến sĩ thì Quỳ là con trai thứ của Quách Bân, một danh tướng của Bắc Tống. Quỳ làm tướng giỏi và theo Tống Sử thì rất giỏi binh thư trận pháp. Ngay từ nhỏ Quách Quỳ đã theo cha bước vào nghiệp binh gia, sớm lập được nhiều công lao cho triều đình trong việc kiềm chế quân Tây Hạ tấn công hay dẹp loạn binh sĩ Bảo Châu.
Đường Quan Trường lắm thăng trầm đổi rời qua nhiều vị trí và chức vụ, khiến Quách Quỳ rèn luyện được kinh nghiệm và bản lĩnh thâm sâu. Vua Tống từng vời Quỳ vào hỏi cách bày binh bố trận và Quỳ trả lời rành rọt. Chuyện này cũng được Tống Sử ghi chép. Quỳ khẳng khái hỉ binh học, thần tông thưởng phòng bát trận di pháp, đối viết: binh vô thường hình, thị đặc kỳ chính, tương sinh chi nhất pháp nhĩ. Chính tính cách và phương pháp dụng binh của Quách Quỳ quá bất đồng với Tiết, nên trong cuộc tham chiến, hai tướng hầu như không có một phương án tấn công chung. Tiết duy trì cách cũ đã làm ở biên giới với Tây Hạ là rút ruột sức mạnh của đối phương, dùng lợi ích dụ dỗ những kẻ tráng dũng, sai sứ giả chiêu nạp những kẻ hài lòng, phá hủy cơ sở của họ, về sau sẽ đưa đại quân đến đánh dẹp. Kế hoạch của phó tướng không phải không hay, mà nó lại mất nhiều thời gian, trái với chủ trương đánh nhanh thắng nhanh của Quỳ và chí hướng của vua Tống. Mưu đồ đánh tập kích của Tiết, chia quân ba lộ, thủy bộ cùng tiến, át đánh cho quân Nam tàn vỡ, cũng không được Quỳ đồng ý, vì nếu để thủy bộ cùng tiến thì phải chờ nhau mất thời gian. Quỳ chủ trương đánh bằng quân bộ với khoảng 10 vạn quân, trong đó có 1 vạn kỵ binh tiến nhanh vào trước. Chỉ có điều Quỳ thiếu mưu mẹo tinh nhanh như Tiết, nên không biết 10 vạn quân Tống trong đó chủ yếu là quân từ các châu phía Bắc quen đánh trên địa bàn bằng phẳng như Tây Hạ. Trước một phòng tuyến như Nguyệt cố thủ vững chắc và đầy hiểm trở thì kinh nghiệm trận đồ, binh pháp và sức mạnh kỵ binh của Tống coi như đổ bỏ. Lúc này Tống cần có thủy binh đưa qua sông. Nhưng vì thủy binh thiếu sự bọc lót của bộ binh nên không hoàn thành nhiệm vụ người chở đò. Tướng chỉ huy thủy quân là Dương Tùng Tiên sau nhiều lần thua Lý Kế Nguyên thì không dám tiến, không dám thoái. Vì không có thủy quân chở đò nên khối quân của Quách Quỳ và Triệu Tiết cũng không vượt nổi phòng tuyến Như Nguyệt và cuối cùng thất bại. Các bạn thân mến, có một giả định thú vị được đặt ra là nếu diễn biến lịch sử đi theo một chiều hướng khác, nếu như Tống Thần Tông không nóng vội trong việc xâm lược Đại Việt mà để Triệu Tiết làm tránh, nếu như Triệu Tiết cầm quân tiến vào nước ta theo ba lộ, theo đúng như kế hoạch đã bàn với Quách Quỳ, thì quân ta sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là tổn hại xương máu nhiều hơn để tiêu diệt được 10 vạn quân Tống. Nhưng lịch sử là sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, sự nóng vội của Tống Thần Tông trong việc dùng người, cộng với sự tự tin vào sức mạnh của bộ binh, kỵ binh của Quách Quỳ đã đẩy quân Tống vào một chỗ bất lợi. Thưa quý vị, bất lợi của quân địch đã giúp cho ông cha ta chiến thắng được quân xâm lược nhà Tống một cách vô cùng dễ dàng. Sau thất bại trước quân Đại Việt trên sông Như Nguyệt, Quỳ bị đuổi đi Ngạc Châu, còn giáng làm tả vệ tướng quân và an trí ở Tây Kinh. Thực chất là một cách khác của bị quản thúc, cư đại gia khoảng 10 năm. Đó cũng chính là cách mà vua thời xưa dùng để xử phạt những quan tướng bất tài bại trận.